Rồi chào mọi người, hôm nay phụ chợ đó được về vài cái màu sắc ha, màu đỏ đen và màu trắng đen đây. Được vài con xe. Thì hôm nay giá cả nó sẽ dao động ở phiên bản bánh mâm này trên dưới khoảng 37,5 triệu. Giá tương đối hơi cao hơn so với thời điểm trước nha. Hôm nay về được 4 con. Thì nếu như các bạn nào ở khu vực Trà Vinh thì có thích mấy dòng phu này, mình cứ ghé ngay trực tiếp hết Honda Thành Hiếu để lựa chọn màu sắc cũng như là hỗ trợ được nhận hỗ trợ giá cả ưu đãi nhất trên thị trường nha. Ở đây là con màu đỏ, phía bên kia màu trắng. Về được 5 con xe. Còn màu xanh gieo ngoài ra nó còn phiên bản đặc biệt rồi đó mà chưa có xe. Ngoài ra thì nó còn phiên bản bánh câm thì nó rẻ hơn khoảng 1 triệu, nó khoảng 36 triệu trên dưới khoảng đó nha các bạn. Mình cùng nhau xem nó một vòng ở màu đỏ đen này nha.